Sau những ngày vui xuân đón Tết, người dân các nơi đã ra khơi đánh bắt thủy hải sản và loại hình lưới dây đã mở màn đón lộc biển đầu năm với sản lượng đạt hàng trăm tấn. Hiện cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu ở huyện Đông Hải đã và đang tiếp nhận hàng chục lượt tàu thuyền cập cảng mỗi ngày, tạo nên không khí nhộn nhịp đầu năm. Theo thông tin từ các chủ tàu cá, sau những ngày nghỉ Tết thì thời tiết không ổn định, nhưng đến mùng 10 âm lịch thì biển bắt đầu yên ả, rất thuận lợi cho hoạt động ra khơi đánh bắt. Cũng trong thời điểm này, các tàu cá bắt đầu ra khơi đồng loạt và lượng cá trên ngư trường cũng dồi dào hơn mọi năm. Chỉ trong 2 đến 3 ngày ra khơi đánh bắt, các tàu cá hoạt động theo loại hình lưới dây đã trúng đậm cá mồi dầu và cá ba thú, trở vào bờ để lên hàng và tiếp tục ra khơi. Sau thời gian nghỉ ăn Tết thì chúng tôi cũng ra khơi, đánh được cũng 5-10 tấn, chúng tôi rất phấn khởi. Theo ghi nhận của Ban Quản lý Cảng Cá và Khu Neo Đậu Tránh Trú Bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu, trong ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2021, đã có gần 30 tàu cá từ các tỉnh như Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau cập cảng lên hàng gần 400 tấn cá. Mỗi buổi chiều tối, cứ khoảng từ 15 phút đến nửa tiếng là có một tàu cập cảng nối đuôi nhau chờ lên hàng, tạo nên không khí nhộn nhịp cho những ngày đầu năm. Một số chủ tàu cá cũng cho biết, mặc dù giá cá năm nay thấp hơn so với năm 2020 do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhưng sản lượng đánh bắt lớn đã bù đắp được thu nhập cho tài công và ngư phủ, lợi nhuận của chủ tàu cũng tăng cao. Tính bình quân thì mỗi tàu cá thu hoạch khoảng 10 tấn cá, thu nhập 100 triệu đồng, trừ đi chi phí đầu vào khoảng 10 triệu đồng thì chủ tàu thu lợi nhuận 40 triệu đồng, còn lại 50 triệu đồng chia cho tài công và ngư phủ. Nhận được lộc đầu năm chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày ra khơi, mọi người đều rất phấn khởi và sẵn sàng cho những chuyến biển tiếp theo. Đầu vụ đầu mùa năm nay ra làm ăn cũng thấy cũng đỡ đó, thì anh em cũng phấn khởi lắm. Vụ mùa năm nay thì làm ăn chắc thấy cũng có chuyển biến đó, cá đỡ. Qua nắm bắt thông tin từ một số chủ tàu cá ở thị trấn Gành Hào, thì các tàu đánh bắt ngoài khơi trước Tết cũng đang có trữ lượng cá lớn, dự kiến sẽ vào bờ khoảng nửa tháng tới. Hiện nay, ngư dân trong và ngoài tỉnh đang mong mỏi sự thuận lợi của vụ mùa khai thác đầu năm sẽ tiếp tục được kéo dài và ngư dân có được một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió.